Và tiếp theo, những thông tin y tế đề cập trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một phương pháp được áp dụng trong quá trình sinh em bé mà chưa nhiều người biết đến. Đó chính là phương pháp da kề da sau sinh. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh là việc tiếp xúc da kề da ngay sau khi em bé chào đời thì không chỉ là cầu nối truyền tải tình cảm giữa cha mẹ và bé, giúp mẹ cho bé bú thành công mà còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của trẻ. Vậy như thế nào là da kề da? Phương pháp này có vai trò như thế nào tới sự phát triển của trẻ? Hãy cùng đến với chuyên mục Thầy thuốc của bạn ngay sau đây. Đây là hình ảnh một ca sinh nở mà phóng viên chúng tôi đã ghi lại được. Sản phụ đang phải trải qua những cơn đau, những giây phút rất khó khăn trong lúc vượt cạn. Và ngay khi em bé ra đời, em bé không được mang đi tắm rửa ngay, mà thay vào đó, bé được đặt nằm trọn trong vòng tay của mẹ. Các bác sĩ gọi đây là cái ôm đầu đời, đó chính là phương pháp da kề da sau sinh. Vậy cảm xúc lúc này của các sản phụ là như thế nào? Mà sau thời gian ra đời thì rất là hạnh phúc. Khi mà áp dụng cái phương pháp da kề da này thì cảm thấy cái hơi ấm từ con ấy, nó rất là hạnh phúc và tràn đầy tình yêu luôn. Phương pháp mẹ ấp con da kề da hay một phương pháp tương tự có tên gọi là phương pháp kangaroo đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giúp bé phát triển và trưởng thành. Tuy nhiên, trước đây phương pháp này chủ yếu được áp dụng để nuôi bé sinh non. Từ đầu những năm 2000, phương pháp da kề da đã được thực hành tại các bệnh viện trên thế giới và được WHO đặc biệt khuyến khích cho tất cả trẻ sơ sinh, kể cả trẻ sinh đủ tháng và khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ được áp dụng phương pháp này phát triển tốt, thể hiện sự tự tin trong các bước phát triển tiếp theo của cuộc đời. Phương pháp da kề da hay gọi một cách đầy đủ chính xác là cái tiếp xúc da với da trực tiếp ngay sau khi thai sổ là một cái biện pháp thiết yếu trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ. Phương pháp này đã được quy định và hướng dẫn cụ thể trong cái quy định của Bộ Y tế số 4673 phát hành ngày 10 tháng 11 năm 2014. Cái phương pháp này thì trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì là một cái phương pháp mới được áp dụng, chưa được áp dụng nhiều. Da kề da có nghĩa là mình cho em bé ngay sau khi thai sổ được tiếp xúc trực tiếp với da của người mẹ bằng cách là ngay sau khi thai sổ thì mình đặt em bé chưa mặc quần áo, chưa quấn khăn lên ngực trần và bụng của người mẹ. Cái lợi ích của nó là thứ nhất, nó giúp cho trẻ sơ sinh điều hòa cái thân nhiệt. Thứ hai, nó kích thích trẻ thở ngay sau khi sinh. Cái thứ ba là nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái lần bú mẹ đầu tiên của trẻ. Và cái thứ tư là nó làm tăng cái tình cảm và gắn kết giữa mẹ và con. Với kinh nghiệm 26 năm làm nữ hộ sinh trưởng phụ trách phòng đẻ Phạm Thanh Thu Hiền đã trải qua hơn 15.000 ca đỡ đẻ với tỷ lệ thành công rất cao. Và ngày hôm nay, cô sẽ là chuyên gia hướng dẫn cụ thể về phương pháp da kề da đến quý vị và các bạn. Đây, nào, mẹ bế con nào. Nào, bé con nhé. Cho em tin nhá. Cho em tin. Đây, em nhìn chị này nhá. Em đặt em bé vào trong cho chị nhá. Đấy, em bé đặt trong cho chị. Đây, tay em nâng. Đây, em có hai cách. Một là có thể là em nhìn chị nhá. Bốn ngón tay em nâng ti lên. Em nâng ti lên thế này. Đấy. Đây con, của con đây nè. Giúp em bé bắt tay. Ôi rồi, giỏi quá. Giỏi quá. Khi em bé đẻ ra, chị đã đặt em bé lên bụng.
của em để cho em bé ra kề da với mẹ ngay từ đầu. Mẹ có cảm nhận và nhớ lúc đấy không? Có hả? Thế lúc đấy em thấy thế nào? Em thấy rất xúc động. Rất xúc động đúng không? Cảm giác đầu tiên được ôm con đúng không? Bác bỏ bao tay cho con, đây này con ôm vào mẹ nhá. Con ôm vào mẹ này. Thế đúng không nhá? Thực ra đấy là các chị đang áp dụng cái phương pháp là da kề da nhá. Phương pháp da kề da là một phương pháp áp dụng ngay sau khi sinh cho mẹ và trẻ sơ sinh, ngay sau khi sinh và thời điểm sau đó. Thế thì em bé đẻ ra các bác đặt em bé ngay trên bụng mẹ, là đặt em bé trên bụng mẹ luôn, và em bé sẽ được áp người mẹ với em bé vào với nhau nhé. Mẹ sẽ được ôm em bé ngay từ cái cảm giác đầu tiên, hạnh phúc không em? Các chị gọi là đấy là cái ôm đầu đời nhá. Thế và em bé sẽ được mẹ ôm ngay từ đầu tiên. Vì em mổ đẻ thế thì em sẽ được ôm 10 phút, sau đấy thì bác sĩ sẽ tiếp tục làm phẫu thuật cho em. Thế là em biết thời gian đấy các chị đưa em bé đi đâu không? Các chị chuyển em bé về phòng, và lúc đấy bố là chồng em ấy đã được tắm giặt sạch sẽ rồi. Thế và mặc quần áo, và các chị lại đặt em bé lên người của bố, và bố lại tiếp tục ôm em bé. Hôm nay nhá, chị sẽ giới thiệu lại và hướng dẫn lại cho em cùng tất cả các bạn phương pháp da kề da, một quy trình từ đầu đang được áp dụng tại bệnh viện Tận Thiên Pháp. Em bé khi sinh ra ngay từ giây phút đầu tiên thì đã được đặt trên bụng mẹ. Quy trình đầu tiên của chúng tôi sẽ là đặt em bé trên bụng mẹ. Mẹ có thể ngả ra với chị một tí nhá, tại vì lúc đấy là em đang sinh mà nhá. Bây giờ mình coi như là mình đang sinh, nằm trên bụng mẹ thế này nhá. Đấy này, hai tay ôm vào mẹ nhá, hai tay ôm vào mẹ. Đầu em bé sẽ giữa ở hai ngực của mẹ. Em để cho con tự tìm nhá. Đấy nhá, thế thì toàn bộ em bé nằm trên người mẹ. Thế và đầu em bé thì giữa hai ngực của mẹ, hai tay của con. Em có thấy con đang đi tìm không? Con thấy không? Nhá, thấy đang đi tìm chưa? Đấy, hoàn toàn. Em tay em đâu? Em ôm ấp mẹ đi. Đấy, ôm con đi nhá. Thì đấy là cái cảm giác đầu tiên là em bé sẽ được gần mẹ nhá. Thế và lúc đấy em bé hoàn toàn được nằm trên bụng mẹ thế này. Thế và đây bạn đang tiếp xúc này, đang tìm mẹ này nhá. Thế và các chị sẽ lấy một cái khăn nhá. Sau đó thì lấy một cái khăn đắp trên cho cả mẹ và em bé thế này. Thế em có thấy có gì khác biệt so với lần trước em mổ không? Có, lần trước em không có được làm cái động tác này, da kề da này. Thế à, thế em bé có được bao nhiêu lâu thì được bú mẹ? Em bé phải bác đỡ con, một hai hôm sau mới được bú mẹ luôn à? Thế thì em thấy so với lần này, với hôm nay là em là ngày thứ 3, thì em có thấy gì khác biệt về lượng sữa không? Em thấy là sữa về cũng nhiều hơn. Thế à? Tại vì thực ra lợi ích của cái da kề da, thứ nhất là khi em bé sinh ra này, em bé được nằm với mẹ, thì đầu tiên em bé được giữ nhiệt, em thấy không? Mẹ với con nằm cạnh nhau em cũng thấy ấm và con cũng thấy ấm nhá, em bé không bị mất nhiệt. Cái thứ hai là có cảm nhận được cái tay xinh xinh của con sờ vào người mình không? Thế và các bạn cũng cảm nhận được mẹ nhá, suốt 9 tháng trong bụng mẹ là hai mẹ con rất quen nhau rồi. Thì bây giờ ra đến nơi lại được mẹ ôm ấp ngay từ đầu tiên nhá. Thế là con sẽ cảm thấy rất là yên tâm này, về phát triển cái thần kinh của con sẽ tốt hơn nhá. Đầu tiên là về thần kinh, là cái cảm giác mà đa tiếp xúc ấy nhá, sẽ giúp cho em bé cảm nhận này. Đấy, đang cảm nhận mẹ này, đang tìm ti, bạn sẽ rất giỏi nhá. Má này, môi này, miệng này, tự tìm ti mẹ này, em thấy không? Tự dưng em bé nó sẽ năng động hơn rất nhiều so với cái việc mà em bé cứ nằm im để chờ cho ti mẹ hoặc là cho ti bình nhá. Ở đây các chị khuyến khích 100% các em nuôi con bằng sữa mẹ. Thế và khi em bé nằm trên người mẹ thế này này, em có thấy rằng là cái nhịp thở của mình ấy, khi em thở nhé, nhịp thở thì nó sẽ cũng như là một cái trung tâm điều hòa ấy, nó giúp cho cái nhịp tim của em bé nó cũng sẽ ổn định. Thế khi em thấy em cho em bé bú ấy, em có thấy cảm giác là hơi đau bụng hay gì không? Có hơi đau co phía dưới. Hơi co phía dưới. Đấy là tác dụng của cái da kề da nhé. Tại vì khi em cho em bé bú này thì là sẽ có tác dụng là co tử cung. Bởi vì là oxytocin nội sinh ấy, nó sẽ được tiết ra, nó co tử cung. Thế thì em sẽ cảm thấy là em sẽ đau bụng. Và đấy là cái tác dụng là cầm máu nhá. Ngay sau khi sinh cầm máu. Thế và em thấy so sánh và so với lần trước em sinh ấy thì sữa về nhiều hơn đúng không? Vâng. Đấy là bởi vì làm sao là cái prolactin nó được tiết sớm hơn, nó kích thích sữa về nhiều hơn nhá. Thì em bé sẽ rất là tốt. Em có hiểu là tại sao các chị khuyến khích cho em bú sữa non sớm không? Để tăng sức đề kháng cho em bé. Đúng rồi, em hiểu thế là rất đúng nhá. Nhưng mà chị phải nói hơn cho em một tí nữa là về sao 72 giờ đầu là giai đoạn mà có sữa vàng nhá. Sữa vàng ấy là một là sữa là có tác dụng trong 72 giờ đầu là nó sẽ có tráng toàn bộ cái niêm mạc ruột của em bé. Nó giúp cho những cái lông ruột và vi lông ruột nó phát triển, tạo thành một cái màng bảo vệ tự nhiên cho em bé nhá. Giúp cho em bé có thể không bị những vi khuẩn xâm nhập này, biết hấp thu nhé, có chọn lọc tất cả những cái thức ăn tốt nhất. Và sau đấy thì khi cái màng bảo vệ đó được thiết lập rồi thì cái hệ tiêu hóa của em bé nó sẽ tốt hơn nhé. Em có biết là khi mà em bé đẻ thường hay mổ đẻ
nó đều phải qua một cuộc vượt cạn cùng với mẹ không? Em có nghĩ là em bé nó cũng căng thẳng không? Vất vả lắm. Có vất vả chứ đúng không? Nhất là những bạn mà đẻ thường thì còn qua một cuộc đẻ với mẹ thì còn căng thẳng nữa. Thế thì bản thân khi em cho em bé bú sớm ấy này, các bạn cảm giác là tất cả những cái nội tiết ấy, cái stress nhá, cortisol của em bé được giảm rất là nhanh sau khi em bé sinh ra. Thế em thấy con nó hiền hòa hơn rất là nhiều. Nó hiền hòa hơn, nó sẽ cảm thấy bình an hơn. Đúng không? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy con thấy bình an chưa? Con ôm với mẹ này nhá. Thế và có những em bé thì các chị thấy rằng là nếu như những bạn nào đẻ ra, cái nhịp tim của bạn có thể chưa được tốt, thân nhiệt có thể chưa được ổn định, khi nằm cạnh mẹ tất cả những cái hiện tượng đấy nó hết rất là nhanh. Đây là em bé nhà mình là đủ tháng này, đủ tuần, đủ tháng nhá. Những bạn nào non tháng ấy, bé tí tị thì có những bạn non tháng ấy, cái vấn đề về hạ thân nhiệt sau khi sinh là rất là quan trọng. Thế thì cái phương pháp da kề da này như nó như một cái lò sưởi ấy, em biết không, nó giúp cho giữ cho em bé của mình cái thân nhiệt nó sẽ không bị hạ liên tục. Thế còn với những trẻ sinh non ý, thì cái thời gian mà áp dụng cho em bé và cái da kề da này sẽ còn nhiều hơn, nhiều hơn, và mẹ sẽ được các chị rèn những kỹ năng tốt hơn. Ví dụ như này, em bé của em có thể là tự thò tay ra ngoài, tự ôm ấp hơn, nhưng những bạn da kề da non tháng các chị còn phải hướng dẫn cho em cách theo dõi nhịp tim, nhịp thở. Thế mà bản thân này, em được đặt con lên đây, nhịp tim của em nó như là cái bản động viên cho con nhé. Xong rồi như là cái điều hòa, nó giúp cho thân nhiệt của em bé được ấm áp lên, không có sợ con nóng quá, cũng không sợ con lạnh quá. Thế thì khi da kề da cho em bé thế này này, thời gian của em bé bú theo nhu cầu của con nhá. Em không có nhìn đồng hồ là xem con bú được bao nhiêu lâu rồi, không có bú theo giờ giấc gì cả, bú theo nhu cầu của em bé. Em bé to cân với em bé ít cân nó khác nhau, thành ra khi nào con muốn thôi thì con thôi. Mà em có biết khi nào con muốn thôi không? Con cảm thấy no rồi không? Con no con sẽ tự nhả ti ra nhá. Và cái mặt của con rất là thoải mái, rất là phởn phơ nhá. Lúc đấy con no rồi, đúng không? Da kề da thì tối thiểu ít nhất là trong 2 tiếng đầu sau sinh nhá, em sẽ phải được áp dụng đấy. Thế còn sau đấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào tất cả những cữ bú của em. Nếu như em cảm thích lúc nào em muốn da kề da cho con là được. Em không nhất thiết phải nằm, em có thể đứng, em có thể ngồi, em có thể nghe nhạc. Thế và chị cũng rất là khuyến khích là khi hai mẹ con cho con bú, em có thể giao lưu với con nhá. Em phải nói chuyện, em phải nói chuyện này nhá, mẹ cầm tay con này nhá, thế này con ti đi nhá. Em luôn luôn phải nói chuyện với con, vì em đừng bao giờ nghĩ em bé không hiểu nhá. Em bé cảm nhận của mẹ rất là rõ. Cái sự khác biệt của em bé giữa em bé được da kề da và em bé không được áp dụng kề da rất là rõ. Chúng tôi đã chăm sóc rất nhiều em bé sơ sinh thì thấy tất cả những bạn mà được da kề da ngay từ đầu thì đầu tiên là cảm nhận thấy là các con được cảm giác bình an rất là lớn. Các bạn thấy ít khóc hơn rất là nhiều. Thế và cái tâm lý của các bạn là khi được bú mẹ, bắt bú mẹ rất là tốt. Mẹ con gần với nhau rất là nhanh và gần như không có cái giai đoạn là em bé bị căng thẳng. Thực tế là khi em bé mà nằm chờ mẹ sinh xong hoặc là chờ mẹ mổ, chúng tôi cũng có đặt em bé vào trong incubator là để giữ ấm cho em bé. Nhưng cái cảm giác mà em bé được an tâm, có người cầm tay, có người ôm ấp thì đấy là cái mà chúng tôi không thể làm thay thế được cho các mẹ. Chúng tôi cũng có làm việc với cả bác sĩ tâm lý thì thấy rằng là có một cái theo dõi thì bác sĩ cũng nói là tất cả những em bé nếu được mẹ chăm sóc từ đầu và được da kề da thì các bạn ấy cũng gắn kết gia đình hơn, phát triển trí não tốt hơn và cái giao tiếp sau đó khi các bạn lớn, các bạn đi học, các bạn thân thiện hơn, kỹ năng giao tiếp tốt hơn rất là nhiều. Và bác sĩ tâm lý chúng tôi cũng có nói là cái giảm được một phần cái nguy cơ của em bé bị tự kỷ rất là cao. Cảm ơn mẹ An nhé, và bác cảm ơn con nhé. Rồi chúc hai mẹ con mạnh khỏe. Thưa các bạn, là vừa rồi tôi đã giới thiệu đầy đủ một quy trình chăm sóc da kề da tại Bệnh viện Việt Pháp. Rất là mong là các mẹ sẽ được áp dụng phương pháp này để mang lại những lợi ích tốt nhất cho mẹ và bé của mình.